Tin giáo xứ Búng, tri ân và từ giả cha Mikae Lê Văn Khâm tại giáo xứ Búng. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018, thánh lễ đồng tế ngày Chủ nhật cũng là giây phút đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Búng tạm biệt cha Mikae Lê Văn Khâm, cha chánh xứ giáo xứ Búng. Sau hơn 5 năm phục vụ, điều đặc biệt, cha Mikae cũng là người con dân của họ đạo Búng. Giây phút chia tay đã đến, thật ngậm ngùi và xót xa, đến lúc phải nghỉ ngơi sau một hành trình dài phấn đấu. Dù những cơn bệnh, những thao thức của người chăn chiên có làm cho thân xác hao mòn, nhưng tâm trí cha vẫn sáng lên trong tình Chúa. Cha đã sống vì người nghèo, những người neo đơn, những trẻ em lớp học tình thương không đủ điều kiện của những gia đình di dân đến đây lập nghiệp. Những bữa ăn tình thương thấm đượm tình nghĩa lương giáo, ban Caritas Phú Cường do cha đồng hành, từng bước vững chắc và lan rộng khắp nơi. Cách riêng, cho giáo xứ Búng từ khi cha về đây, nhiều ban ngành đoàn thể được lập ra, không ngừng phát triển, xứng với tầm vóc của một họ đạo kỳ cựu, có nhiều ơn thiên triệu. Cha cùng với một số người thiện nguyện xây dựng đền kính lòng thương xót Chúa, nhà chầu thánh thể, thư viện, phòng di sản, đài Đức Mẹ Fatima. Nhưng quan trọng hơn là hun đúc những con người sống chứng nhân cho Chúa, vui lòng chấp nhận những thử thách cam go của cuộc đời mình theo thánh ý Chúa. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, qua tay Đức Giám Mục đã cho cha về với quê nhà trong vòng 5 năm qua, với những việc làm không ngơi nghỉ. Chúng con hết lòng cảm ơn cha Mikae. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn ơn thiên của Ngài xuống trên cha, trong những ngày tháng còn lại được dồi dào sức khỏe, làm sáng danh Chúa, liên kết hiệp thông trong lời cầu nguyện giữa kẻ ở, người đi. Kết thúc thánh lễ, quý cha dùng điểm tâm sáng với bà con giáo dân, và sau đó mọi người ra về an vui trong ánh nắng vàng tươi của ngày Chủ nhật.